Hôm nay thì cái này mình thấy là ở chỗ này nó có cái mà có cái đây không phải là sắt đâu nha. Đây không phải là sắt mà nó là nhựa. Tổng ở chỗ này là rất là toàn là nhựa thôi. Tất cả ở đây đều là nhựa nha, nhìn nó giống như này thôi. Đúng không nhỉ? Mình nghĩ là 90% cái này là nhựa. Còn 90% cái này là nhựa, còn 10% còn lại mình nghĩ là nó làm bằng inox. Đấy chỉ thế thôi, bởi vì nó rất là mềm, các bạn nghe này. Đấy, các bạn nghe thấy không? Nó có tiếng gãy đấy. Đấy bữa qua mức nó như thế đấy. Bên trong cái này thì nó có hai cái tai nghe AirPod. Đấy, tai nghe không dây. Đây một hai bên đều hoạt động rất bình thường, nhưng mà một bên không biết tại sao mà một bên nháy bên không. Nhưng mà khi kết nối với hai cái này thì mình thấy là nó hoạt động vẫn rất là tốt. Cái này thì nó hút nam châm rất là ok, bởi vì trên này nó có sắt hay sao ấy, xong rồi dưới này có nam châm, nên là thành ra khi khi mà chúng ta mở thế này không được được một thời gian nhất định thì chúng ta bị lắc này cái là nó tự động nắp vào, nó gọi là tai nghe AirPod. Lý do nó thông minh vì sao? Bởi vì là nó có thể kết nối Bluetooth và nó có nhiều chức năng, đó chính là khi mà các bạn cầm lên này, các bạn nhấp vào đây là nó sẽ tự tự động ngắt. Khi mà các bạn nghe lại, các bạn chỉ cần bấm một cái là nó lại nghe lại như bình thường thôi. Đấy, nó thông minh ở cái điểm đó đấy. Còn nhiều điểm thông minh nữa mình chưa tìm ra, nhưng mà nói chung là cái tai nghe rất là tiện ích, mình không hề bán nhưng mà mình thấy là dùng tốt, nên là mình quay cho mọi người xem, mọi người có thể hay là mọi người nói chung là mình chia sẻ cho mọi người ấy. Nói chung là chúng ta cần tìm hiểu với những cái công nghệ mới ở thời đại này. Cái này không phải là mới nhất ở bây giờ mà cũng lâu rồi, nên là giờ nó hay thì mình quay lại ấy, quay lại cho mọi người xem ấy nhỉ. Các bạn nhiều bạn biết đến cái này lắm. Cái nút này nút nguồn này. Đấy. Tắt bật bình thường. Đến giờ thì cái nút nguồn này thì nó vẫn sử dụng một cách bình thường thôi. Nhưng mà tai nghe này mình nghĩ là không bền đâu, nó không bền bằng cái tai nghe mà dây đâu. Tai nghe dây mình nghĩ bền hơn. Cái này tiện lợi thật nhưng mà nó không bền hay sao, nhìn nó không bền cho lắm, nó không được chắc chắn. Tai nghe kia đâu ra đấy, nhìn cái trong đấy nhìn nó vẫn cảm giác nó sạch sẽ hơn nhiều. Cái này cầm thì nó đẹp tiện lợi thật, nhìn sang trọng thật, nhưng mà mình thấy cái cạnh kia vẫn còn thấy nó vẫn đẹp hơn đấy. Đây là một góc quay khác, cũng như góc quay cũ nhưng mà nó ở hướng này. Hôm nay thì mình lại quay tiếp cho anh em cái con máy này. Đấy, không phải là bán mà là mình sẽ review cho mọi người. Đây, mọi người nhìn là xung quanh ở ngoài, hôm qua mình có review, hôm nay review lại nha. Đây, ở chỗ này thì có thùng rác này. Tất nhiên là không nên ném vào thùng rác, bởi vì đôi lúc nó có pin này, với lại cả có nhiều cái điện các thứ ở trong này, đôi lúc cho vào là nó sẽ dẫn đến nổ hoặc là gì đó, nói chung là nhiễm sét đấy, đấy có thể nhiễm điện đấy, khi người ta thò tay thùng rác hay lấy cái vật gì đó ra ấy, nó nhiễm điện đấy. Còn cái cam này thì mình thấy ổn này, bây giờ hôm nay mình sẽ khui ra như clip ở lần trước mình đã nói. Đây. Mình quên mất là cái chỗ này mình chưa mở ra. Mọi người nếu mà mọi người muốn mở cái này ra, trước tiên mọi người phải nhìn cái chỗ cắm sim đã, cho sim vào ấy rồi mọi người tính sau. Đây, cái chỗ này phải kéo ra nha, không nó đứt đấy. Đấy, may là cái này nó bền, mình thấy công nhận là cái cho sim vào cực kỳ bền luôn. Đấy, đây là bên trong. Có rất nhiều thông tin, nhưng mà đây là máy tàu nha. Đây là bên trong nha. Mình thấy là nhiều người là làm cái kiểu dạng máy như này và nó dán cái lớp gì lớp nhựa cứng ở đây. Đấy, nhìn rất là đẹp, thay thế làm cái ốp. Đấy. Mình bật nguồn lên cho mọi người này.
Đấy, không hề lên được. Nó không hề lên được nha. Đấy, bên trong là như này, nó có gồm có pin này, cam này, đèn này. Số này là mình không chuyên về điện tử nên mình không rõ cho lắm, nhưng mà chỗ này toàn là công cụ điện các thứ thôi. Nó có mấy chỗ đây này, ví dụ như chỗ này này, bị tuột ra này, mình vừa mình tháo ra này, nắp lại. Mình mới phát hiện ra điều một điều rằng là mình mua máy về giờ phát hiện ra là nó bị mất mấy cái dây điện ở đây này, dây điện để gắn ở đây này. Đấy, nói chung là máy này cũng không ổn. Lần trước mình có review mà nhỉ. Thôi nắp lại, cũng dùng được một thời gian và có rất nhiều lợi ích cho mình, nhưng mà giờ nó hỏng đành thôi. Kia rồi, đây quay tạm nhé, máy tính không lên nguồn. Có dãy số từ 1 đến 8. Đấy. Để máy tính đời cũ nha. Đấy, không dùng cho lớp 10, lớp 10, lớp 9, nói chung là tính phân số là không được. Đây. Đấy, pin thôi vẫn dùng được. Đấy, pin thôi chứ thường vẫn dùng được. Nhưng mà không tính được phân số nha. Cái này là kim tuyến. Đấy, tô em mình tô linh tinh quá. Nhìn rất là đẹp. Đấy, nó giống như kiểu một cái nghệ thuật gì đó. Cái này mình nhớ
lúc mình mua năm lớp 3 rồi. Không hẳn, không nhớ nữa. Mình nhớ rồi. Cái này mình nhớ là cái lúc mà mình năm đấy mình mất điện máy tính ấy, xong mình có ý tưởng của mình lấy trộm ấy, xong mình đi lấy trộm luôn của một bạn đấy, bạn ấy tên là Quốc hay sao đấy, đúng rồi. Xong mình lấy ném cái cửa sổ ông tím mình về mình lấy, ôi máy tính mình chẳng biết ai lấy luôn, xong rồi mình lấy của bạn đấy. Nếu mà bạn xem video này mình cho mình xin lỗi nha. Bây giờ cái tính này không có người dùng mấy đâu. Cái tính này rất là đẹp.
Still lot of secret. Review chút vậy thôi nhỉ. Nếu buổi sáng mình review chi tiết hơn thì bây giờ tối rồi ấy, mình không nói nhiều. Nhiều làm ồn ảnh hưởng đến gia đình. Chỗ này này vẫn là gì nhỉ? Vẫn là bút xóa và cái sơn móng tay. Đấy. Chỉ có mỗi là sơn móng tay thôi. Đây, kim tuyến này, chỗ này bút xóa này, gạch ngoài hết cả. Nói chung nhiều nhất là bút xóa. Rất chi là ok.
Mà nhìn cái này rất mỏng nhá. Cái phần này là cái phần bật lên AC này. Bật lên. Tắt là ấn nút ợp. AC là mở ợp. Chứ nó không phải, nó không phải bấm nút cái gì đấy xong rồi ấn nút AC đâu. Dễ hỏng mất. Mở không nên táo nhỉ. Mọi người ạ. Mọi người ơi. Không sạch đâu. Điều này anh biết đấy. Về đề thế nhỉ? Ôi dồi, nhiệt đau. Thường thì cái này nó bấm như này đúng không? Thường thì máy máy Casio
680 gì đấy. Tôi sẽ bấm AC là mở rồi, đúng không? Nhưng tắt thì chúng tôi ấn như này, đúng không? Ấn up. Ấn up. Xong AC thì nó mới tắt, đúng không? Nhưng mà cái này khác, cái này AC mở, up, tắt. Thế thôi, nhanh không? Nhanh, tiện lợi. Nhưng mà nó không có nhiều chức năng, giá rẻ nữa. Người sử dụng cái máy tính thì có bao giờ sử dụng chưa? Mình sử dụng trước không có chương trình sử dụng máy tính này. Đời này không biết là nó sản xuất là bao nhiêu nhỉ? Thank you.
thì cháy cái gì sạc, cắm linh tinh. Ok, cắm vừa vừa mình cắm như này này, cắm cái đầu này vào. Mình cắm lên cái đầu này vào. Thế xong mình cắm cái đầu này vào. Đấy, xong nó mùi khét lên luôn. May không sao. Các bạn không đi làm vậy nha. Nếu mà nó yếu là hoặc yếu hoặc dây sạc quá mạnh nó sẽ là đến nổ đấy. Nhưng mà đỡ nhỉ. Đây. Lại là máy tính này. Định giá luôn nhở.
đấy nó có ghi là không nên vứt ra thùng rác. Mình nghĩ là nó có chứa pin nên là nó không cho vứt ra, vì nó dẫn đến cháy nổ ấy. Sợ cái mùi cơm pho thơm nó mình hít đấy. Thơm quá mình. Là mình đây.
là xóa nhá, vẫn là xóa. Mà mình không hiểu sao nó C xóa nhỉ. À, theo nghĩa tiếng Anh. Ok. Khét đứt của lóa, đứt của lũ. Niết luôn. Đây, đây là nhân vật chính. Nhân vật chính. Bây giờ mình ngồi chơi một lúc nha, tí mình mới quay về cái này tiếp. Gần được luôn. Tập trung vào, tập trung vào.
chơi tiếp. Đây. Mới có mấy giờ, 8 giờ ui hồ. Không mở được lên nhỉ, mở lên thì xem được phát.
Chết chơi chưa? Khi nào mà cảm thấy cần thiết thì mới đi sửa thôi nhỉ. À mà nó bị mất, cần lắp một pin rồi. Cần lắp một pin rồi. Giọng thử quá thật xa quay gì bật phải hỏi gì fast lỗi mọi người, nãy nó bị dừng hình.
thấy đẹp không? Trời. Rất chi là yes sir. Có thể thấy này, nhìn này, cái mic mình để kiểu kia rồi, để quay tạm nhá, máy tính không lên nguồn. Chỗ này tô toàn bút xóa khá là bẩn như này. Có dãy số từ 1 đến 8 đấy. Để máy tính đời cũ nha. Đấy, không dùng cho lớp 10 lớp 10 hoặc lớp 9, nói chung là tính phân số. Tính phân số là không được. Đây. Đấy, pin thôi vẫn dùng được. Đấy, pin thôi chứ thường vẫn dùng được. Nhưng mà không tính được phân số nha. Chỗ này là kim tuyến đấy, tô của em mình tô linh tinh quá. Nhìn rất là đẹp đấy, nó giống như kiểu một cái nghệ thuật gì đó. Cái này mình nhớ mình mua năm lớp 3 rồi. Không hẳn, không nhớ nữa.
Mình nhớ rồi. Cái này mình nhớ là cái lúc mà mình năm đấy mình mất điện máy tính ấy. Xong mình có ý tưởng rồi mình lấy trộm ấy, xong mình đi lấy trộm luôn của một bạn. Đấy. Bạn ấy tên là Quốc hay sao? Đấy, đúng rồi. Ừ. Xong mình lấy, ném cái cửa sổ của một tím mình về mình lấy. Ôi. Máy tính mình chẳng biết ai lấy luôn, xong rồi mình lấy của bạn đấy. Nếu mà bạn xem được video này mình cho mình xin lỗi nha. Bởi vì giờ máy tính mình không có người dùng mấy đâu. Máy tính này rất là đẹp.
Steel lot of square. Review chút vậy thôi nhỉ. Nếu buổi sáng mình review chi tiết hơn nhờ. Bây giờ tối rồi ấy, mình không nói nhiều. Nhiều làm ồn ảnh hưởng đến gia đình. Chỗ này này vẫn là gì nhỉ? Vẫn là bút xóa và cái sơn móng tay. Đấy. Chỉ có mỗi là sơn móng tay thôi. Đây, kim tuyến này, chỗ này bút xóa này, gạch ngoài hết cả. Nói chung nhiều nhất là bút xóa. Rất chi là ok.
Mà nhìn cái này rất mỏng nhá. Cái phần này là cái phần bật lên AC này. Bật lên. Tắt là ấn nút ở. AC là mở ở. Chứ nó không phải, nó không phải bấm nút cái gì đấy xong rồi ấn nút AC đâu. Dễ hỏng mất. Mở không nên táo nhỉ. Mọi người ạ. Mọi người ơi. Không sạch đâu. Điều này ai biết đấy. Về đề thế nhỉ? Ôi dồi, nhiệt đau. Thường thì cái này nó bấm như này đúng không? Thường thì máy máy Casio 680 gì đấy.
Tôi sẽ bấm AC là mở rồi đúng không? Nhưng tắt thì chúng ta ấn như này đúng không? Ấn up. Ấn up xong AC thì nó mới tắt đúng không? Nhưng mà cái này khác, cái này AC mở up tắt thế thôi, nhanh không? Nhanh, tiện lợi. Nhưng mà nó không có nhiều chức năng, giá rẻ nữa. Người sử dụng cái máy tính thì có bao giờ sử dụng chưa? Mình sử dụng trước không có, mình chưa sử dụng máy tính này. Đèn điện đời này không biết là nó sản xuất là bao nhiêu nhỉ. Thank you.
thì cháy cái gì sạc, cắm linh tinh một cái, cắm vừa rồi mình cắm như này này, cắm cái đầu này vào, mình cắm như cái đầu này vào, thế xong mình cắm cái đầu này vào, đấy, xong nó mùi khét lên luôn. May không sao, các bạn có nghĩ làm vậy nha, nếu mà nó yếu là yếu hoặc dây sạc quá mạnh nó sẽ là đến nổ đấy. Định giá luôn nhỉ.
đấy nó có ghi là không nên vứt ở thùng rác. Mình nghĩ là nó có chứa pin nên là nó không cho vứt ra, vì nó dẫn đến cháy nổ ấy. Mình sợ cái mùi cơm pho thơm nó mình hít đấy. Thơm quá mình. Là mình đây.
phần này C là xóa nha, vẫn là xóa. Mà mình không hiểu sao nó C xóa nhỉ? À, theo nghĩa tiếng Anh. Khét. Khét, khét, khét. Đức của nó. Đức của nó. Niết luôn. Đây, đây là nhân vật chính. Nhân vật chính. Bây giờ mình ngồi chơi một lúc nha, tí mình mới quay về cái này tiếp. Cay rồi đấy. Cần được luôn. Tập trung vào, tập trung vào.
chơi tiếp. Đây. Mới có mấy giờ, 8 giờ ui rồi. Mở được lên nhỉ? Mở lên thì xem được phát.
Chơi chưa? Khi nào mà cảm thấy cần thiết thì mới đi sửa thôi nhỉ. À mà nó bị mất, cần lắp một pin rồi, cần lắp một pin rồi. Xin lỗi mọi người, nãy nó bị dừng hình.
thấy đẹp không? Rất chi là yes sir. Các bạn có thể thấy này, nhìn này, cái mic mình để kêu kia rồi, để quay tạm nhá, máy tính không lên nguồn. Chỗ này tô toàn bụi xóa, khá là bẩn như này. Có dãy số từ 1 đến 8 đấy. Để máy tính đời cũ nha. Đấy, không dùng cho lớp 10 lớp 10 hoặc lớp 9, nói chung là tính phân số là không được. Đây. Đấy, pin thôi vẫn dùng được. Đấy, pin thôi chứ thường vẫn dùng được. Nhưng mà không tính được phân số nha. Chỗ này là kim tuyến đấy, tô với em mình tô linh tinh quá. Nhìn rất là đẹp đấy, nó giống như kiểu một cái nghệ thuật gì đó. Cái này mình nhớ mình mua năm lớp 3 rồi à, không hẳn, không nhớ nữa.
nhớ rồi. Cái này mình nhớ là cái lúc mà mình năm đấy mình mất điện máy tính ấy, xong mình có ý tưởng rồi mình lấy trộm ấy, xong mình đi lấy trộm luôn của một bạn đấy, phải tên là Quốc hay sao đấy, đúng rồi. Xong mình lấy, ném lấy cửa sổ ông tím mình về mình lấy. Ôi, máy tính mình chẳng biết ai lấy luôn. Xong rồi mình lấy của bạn đấy. Nếu mà bạn xem video này cho mình xin lỗi nha. Bởi vì giờ máy tính mình không có người dùng mấy đâu. Tính nhiên rất là đẹp. Chiều
lao động xịt què. Review chút vậy thôi nhỉ. Nếu buổi sáng mình review chi tiết hơn nhờ. Bây giờ tối rồi ấy, mình không nói nhiều. Nhiều làm ồn ảnh hưởng đến đến gia đình. Cái chỗ này này vẫn là cái gì nhỉ? Vẫn là bút xóa và cái sơn móng tay. Đấy. Chỉ có mỗi là sơn móng tay thôi. Đây, kim tuyến này, chỗ này bút xóa này, gạch ngoài hết cả. Nói chung nhiều nhất là bút xóa.